Ngọc Đăng Thanh kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN đang theo dõi bình luận đầu tuần của nhà văn Phan Nhật Nam. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa qua ngày 22 tháng 11, 2018, ngày lễ tạ ơn trên đất nước vĩ đại Liên bang Bắc Mỹ, nhưng cũng là ngày 22 tháng 11, 1963, ngày xảy ra sự kiện bi thảm đối với nước Mỹ qua vụ thảm sát Tổng thống Kennedy tại Dallas, Texas. Cái chết oan khuất của tổng thống Kennedy cho đến nay vẫn còn nhiều ẩn số, đã nảy sinh ra nhiều hậu quả và hệ quả sâu rộng đối với xã hội Mỹ cũng như toàn thế hệ những thế giới đã bao gồm Việt Nam, khu vực Đông Nam Á. Nếu nói một cách cụ thể, 55 năm sau vụ án mạng, chúng ta nhìn lại sự việc ngày trước để hiểu rõ hơn tình thế ngày hôm nay cũng để hiểu nên điều khắc nghiệt phận con người dấu là kẻ quyền uy nhất vẫn không thoát khỏi cùng lần vận nước đổi thay. Khi nước Mỹ, hệ thống quyền lực Mỹ thay đổi chính sách. Biến cố ngày 22 tháng 11 1963 tại Dallas có nhiều nguyên nhân, từ nhiều đầu mối. Nhưng nguyên nhân và đầu mối liên khởi quyết định là khi cơ quan quyền lực bao gồm trên cả chính phủ, quốc hội, tòa án Mỹ quyết định thay đổi chính sách và truyền thông báo chí thực hiện nhiệm vụ quảng bá chính sách mới này với thành phần lãnh đạo mới. Điều này thấy rõ cụ thể trước và sau cái chết của Tổng thống Kennedy. Sau khi nhận chức Tổng thống thay thế Kennedy, Tổng thống Johnson đã ký sắc lệnh 11130 thành lập Ủy ban Warren để điều tra về nguyên nhân vụ thảm sát Tổng thống Kennedy. Một năm sau, một báo cáo 888 trang được trình lên Tổng thống Johnson với kết luận Tổng thống Kennedy đã bị hung thủ Lee Oswald sát hại và Lee Oswald đã hành động một mình. Bản báo cáo đã không trả lời câu hỏi then chốt. Tại vì sao Lee Oswald đã sát hại Tổng thống Kennedy? Bản báo cáo cũng có thêm kết luận. Jack Ruby cũng tự ý một mình bắn chết Lee Oswald vào ngày 25 tháng 11, khi 100 nhân viên FBI đưa hung thủ này từ nhà tạm giam Dallas về nhà giam trung ương. Tóm lại, Jack Ruby đã giết Lee Oswald thật sự là cốt để bịch đầu mối về một dự mưu sát hại Tổng thống Kennedy. Để kết luận về nguyên nhân âm mưu giết hại Tổng thống Kennedy, chúng ta có thể nại đến một sự kiện ngày hôm nay. Tháng 10 năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã phổ biến tuyên cáo báo chí sẽ đình hoãn công bố hồ sơ cái chết Tổng thống Kennedy cho đến tháng 10 năm 2021 do lý do an ninh quốc gia. Thưa quý vị, cần phải nói thêm là Tổng thống Kennedy được đánh giá là một trong những Tổng thống được yêu mến nhất theo như thăm dò của báo chí Mỹ, vị tổng thống được nhà báo Walter Cronkite trực tiếp phỏng vấn phát hình từ phòng bầu dục đến 65 triệu dân chúng Mỹ ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1 1961. Cũng chính Walter Cronkite là người đã thay mặt cho giới quyền lực Mỹ về quyết định Mỹ phải nói chuyện rút quân với Cộng sản để tìm một hòa bình cho Việt Nam từ máu lửa Mậu Tân Huế 1968. Cuộc chiến tranh mà nhiều lần trước trước khi bị sát hại, Tổng thống Kennedy đã dự định sẽ rút quân nếu được tái đắc cử vào năm 1965. Dự kiến mà Tổng thống Kennedy đã muốn thực hiện theo lời khuyến cáo của Tổng thống Eisenhower khi bàn giao chức vụ Tổng thống. Đừng bao giờ đưa quân vào Đông Dương để tránh xung đột với Trung Cộng. Mở rộng chiến tranh hay rút khỏi Việt Nam đã là bi kịch nước Mỹ được trả giá bởi máu xương của vạn triệu người của hai dân tộc Mỹ-Việt với kết thúc của ngày 30 tháng 4 1975. Ngày không có hòa bình cho Việt Nam mà cũng không danh dự cho nước Mỹ. Ngọc Đăng Thanh kính chào quý khán thính giả.